Kính thưa quý vị, tiếp đến là một bản tin có lẽ là chúng ta cũng nên suy nghĩ. Không biết là quý vị có đồng tình hay không? Thì quý vị cho nhận xét nha. Khi mà có một người điều hành của công ty Dollar Tree đã rời khỏi công việc của mình sau khi than thở về đạo đức làm việc của tuổi thiếu niên. Có một người manager, người điều hành của công ty Dollar Tree bán những món hàng mà gọi là rất là rẻ và có nhiều khách hàng đi vô mua lắm. Và khi mà cái người điều hành tại Indiana của công ty Dollar Tree này gây tranh cãi khi mà để cái tấm bảng là hiring này, thì cô nói là chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng là phải đóng cửa một lần nữa khi mà có hai người cashier của chúng tôi đã phải nghỉ việc, bởi vì tôi nói với họ rằng là người bạn trai của họ không thể đứng ở tại đây cho đến khi mà gọi là hết cái shift của họ được. Và bây giờ đó thì chúng tôi đừng có mướn Gen Z, tức là thế hệ Z nữa, mà bây giờ họ coi như là họ luôn không có hiểu cái giá trị của công việc ở đây. Bây giờ là chúng tôi sẽ hiring, chúng tôi mướn người, nhưng mà chỉ có baby boomer only, tức là thế hệ của những lứa tuổi mà gọi là baby boomer, tức là những thế hệ lớn tuổi hơn, mà thường là những thế hệ mà ngưỡng người Việt của chúng ta mà thành ở trong cái cuộc chiến Việt Nam rồi sau đó là đi tị nạn qua đây đó. Cái thế hệ đó gọi baby boomer. Thì hãy hiring những người đó thì hiểu giá trị của công việc hơn. Và sau khi mà cái tin nhắn này lên mà cô dán ngay cửa để mà hiring như vậy, thì có rất nhiều sự tranh cãi. Thì công ty Dollar Tree bây giờ nói rằng là chúng tôi hiểu những cái gì mà đang trải qua và công ty sẽ không dung túng cho những người mà không có yêu thích công việc, làm việc bê trễ, nhưng mà cũng không thể nào chấp nhận một cái message như vậy cho những người mà sẵn sàng ghi danh để được tuyển dụng. Cho nên cái người manager này sẽ không được làm việc tại công ty nữa. Cuối cùng họ quyết định đuổi cái người manager, nhưng mà cũng phải công nhận về những gì mà công ty gặp phải. Quý vị biết đó là Gen Z, tức là cái thế hệ mà họ đặt tên đó là thế hệ Z đó, là những người sinh khoảng từ năm 1997 cho đến năm 2012. Thì họ gọi cái thế hệ đó, cái generation đó gọi là Gen Z. Có những người ở trên mạng nhận xét rằng là đúng rằng như vậy đó, thì có những người mà thuộc những nhóm người làm biếng, nhưng mà cũng có những thế hệ mà họ làm việc rất là chăm chỉ. Tôi chắc chắn rằng khi mà tuổi trẻ bây giờ trở nên bùng nổ như vậy thì họ có thể có những người làm biếng và họ cứ tiếp diễn từ thế hệ này sang thế hệ khác, ảnh hưởng tới cái sự làm biếng như vậy, thì cũng có người đồng tình. Tuy nhiên với Dollar Tree thì họ không nghĩ rằng là một người manager có thể đưa ra một cái thông báo như thế này.